Chào mừng tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với Bố Là Tất Cả, và vòng 2 được mang tên Tâm Ý Tương Thân. Và ở vòng 2 này chúng ta sẽ đến với cặp bố con đầu tiên, đó là bố Văn Sơn và bé Minh Hiếu. Bây giờ Hiếu ơi, con thích là cô Lan về phía con hay là chú Phúc về phía con nè? Dạ cô Lan đi. Em cũng thích bé nữa. Anh cũng thích bé nữa, giờ sao? Nhưng mà em nghĩ là anh hợp với ông bố hơn. Em cũng hợp với ông bố hơn mà. Không, em hợp gia đình xào xáo lắm. Em bé là bé anh à. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Món ăn nào mẹ nấu mà bố con thích nhất? Rồi nhanh lên nè. Món gì mẹ hay bỏ bột vô? 5 4 3 2 1 hết giờ. Gà chiên. Gà chiên, đúng rồi. Trời ơi, hay quá. Là hai bố con đã có một điểm đầu tiên. Câu hỏi thứ hai. Nếu được nuôi một con thú cưng, con sẽ chọn con vật nào? Ta 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 ta. Không được, nhìn nha. 3, 2, 1 dơ bản. Dơ bản nè. Chuột hamster. Hamster, đúng rồi. Bên đây là hamster luôn. Chà, coi bộ là hai bố con là hiểu ý nhau đó nha. Tâm ý tương thông đó nha. Đúng rồi. Hai bố con đã có thêm nữa là một điểm nữa. Điểm nữa là tổng cộng 2 điểm. Yeah, được 2 điểm rồi. Nếu như mà đã chính xác như vậy, cô Lan sẽ đổ câu hỏi nào đó thật khó, khó hơn nữa. Chắc không khó được đâu hả? Câu hỏi số 3. Bé mong muốn ở lớp học sẽ có món đồ gì giống như ở nhà? Mạnh mẹ nè. Cái gì chơi, đó, đồ chơi nè. Rồi, Nando, hợp lý Messi nè. Hả? Hợp lý nè. 5 4 3 2 1 Dơ bạn. Điện thoại. Sai à. Cái gì? Anh gì lấy gì? Trái bóng. Trái bóng. Trái bóng để chuồng chi mà. Thế gia đình mới bắt đầu xào xáo rồi. Đúng đó rồi. Hồi nãy là đáng nhẽ là để hai bố con được điểm á, nhưng mà tại vì nói cô Lan cho tăng lên khó, cô Lan cho câu khó, nên hy vọng là cái câu số 4 này là câu về hình á. Hy vọng là câu hỏi này thì sẽ đem về một điểm nữa cho bé Hiếu và bố Sơn nha. Hiếu sẵn sàng chưa nào? Dạ. Nha. Rồi, bố Sơn nhìn kỹ nè. Rồi. Nhắc nhẹ cho Hiếu luôn nè. Hoa. Đây là hoa tên gì nha? Cái hoa đó mình đi lên Đà Lạt á, vô đó mình chụp hình á. Cái hoa đó hơi tím tím á, mà một bông bự vậy nè, một cái hoa bự vậy nè. Hoa gì mà nó có cái nha. Có cái tên, nó có cái mình đi bắt qua nên để mình đi qua đó, là cái tên đó, là cái tên hoa đó đó. Hoa bắt cầu hoa hả? Hoa bắt cầu. Thì gần đúng rồi đó. Hoa gì? Hoa gì? Hoa tẩm tú cầu. Và đáp án cuối cùng của Hiếu đó là hoa cẩm tú cầu. Đúng không ạ? Không thể nào sai được. Trời ơi, chúc mừng con. Hai bố con đã có thêm được một điểm nữa. Chúc mừng con nha. Rồi, xin mời bố Sơn. Cái hình này thì có 2 từ và không được nhắc từ nào hết nha. Dạ. Tạm được nói nhìn kỹ nha. Rồi, đây là cái gì nè, mình phải nói cái đó. Cái này là một cái nhà hàng ở trên biển. Mình đi ăn sinh nhật hôm bữa của mẹ. Ăn sinh nhật gần nhà đây hàng không trên biển á, đó là cái gì? Thuyền, cái bè thuyền. Rồi. Không phải. Mà nãy tôi nói là cái bè đó, giống như bè là gì? Bè là gì? Cái gì đó, cái từ đầu tiên nói gần cái thuyền. Từ đầu tiên. Rồi, từ thứ hai. Nó có thiên bướm. Đáp án của con đó là thiên bướm. Và đáp án của chương trình đó là thuyền. Trời ơi. Xuất sắc quá Hiếu ơi. Vậy thì bây giờ chúng ta tổng kết lại từ nãy giờ 5 câu hỏi bị chật một câu. Vậy là hai bố con có tổng số điểm là 4 điểm. Chúc mừng bố Sơn và bé Hiếu nha. Chúc mừng nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp bố con thứ hai, đó chính là bố Thái Bảo và bé Kiến Anh. Vậy là đội bố Sơn và bé Hiếu đã chỉ mang về được có 4 điểm thôi. Tiếc quá, cái câu đó là do cô Lan làm. Nữa à? Thì đó, em không. Cho cái đề dễ dễ chút đi. Không, cái này là của chương trình. Ôi vậy hả? Rồi, từ nãy giờ thì chắc là bé Kiến Anh nè, cũng như là bố Thái Bảo cũng đã xem cái phần tham gia của hai bố con trước rồi. Mình đã rút được kinh nghiệm chưa? Dạ rồi. Dạ rồi ha. Bây giờ không biết là hai bố con đã sẵn sàng đến với phần chơi của mình chưa ạ? Kiến Anh sẵn sàng chưa con? Sẵn sàng dạ chưa rồi. Con? Dạ rồi, nghe cái nào mình lấy thật. Yeah. Rồi. Mời hai bố con hãy nghe câu hỏi nha. Câu hỏi đầu tiên. Ước mơ tương lai của bé là gì? Nhớ lại nè, ước mơ của con nè.
phát hiện ra chữ của bố Bảo rất là đẹp cho mọi người. Kiến trúc sư có khác. Đã xong rồi. 5 4 3 2 1 hết giờ. Bố Bảo đó là là gì anh? Sáng nay con có chia sẻ là muốn làm một cái chuỗi khách sạn trước kỳ hotel. Con muốn làm kiến trúc sư để con thiết kế cái khách sạn của con. À, có nghĩa là muốn là kiến trúc sư thiết kế cái khách sạn mà mình sẽ làm chủ. Thôi thôi, vậy anh thấy cái này cũng giống gần gần đúng nè. Gần đúng gần là kiến trúc sư để mà làm cái khách sạn này. Câu này được điểm không cô Lan? Không sẵn biết anh cho không? Không biết anh như thế nào. Anh, chứ em đã sẵn sàng rồi đó. Anh là anh không sẵn sàng rồi đó. Tại vì cái này ghi đáp án đây là chủ khách sạn, ở bên kia kia chút xin là tao liên quan lắm. Cô Lan à, không có. Hồi nãy cái cặp bố con kia thì người ta khó, tâm điều khó tới tiếng bố con này em chấm điều dễ. Không phải, tại vì thấy thích bé dưới chữ đẹp. Anh chỉ cần làm em dao động một tí xíu thôi là em phải. Tại vì anh hỏi cái đó anh đụng em là người rất là tình cảm. Khi mà phụ nữ nói dối thay vuốt tóc nè, không phải nè. Anh thấy muốn vuốt tóc có nè, anh thấy có. Câu hỏi này rất tiếc hai bố con không ghi được điểm rồi. Không sao, lỗi tại cô Lan nè. Nữa hả? Có, tại vì thấy bé trả lời hay quá, tính cho điểm. Trời, cô là cô dễ lắm đó, thấy không? Cố lên nha, bố con cố lên nha. Câu chuyện mà bé thích nhất là gì? Bố ghi cả tiếng Anh và tiếng Việt dịch ra luôn nè, ghê chưa? Bé có đáp án rồi. 5 4 3 2 1 hết giờ. Bố Bảo đó là Sinbad, người đi biển. Có chuyện đúng Sinbad rồi, bên đây là người đi biển Sinbad. Câu hỏi tiếp theo. Giữa hai mùa nắng và mưa thì bé sẽ chọn mùa nào? Hai thôn nghèo nối liền. Con thích trời nắng hay trời mưa? Thường trời mưa là trời mưa đi chơi, đúng không? Thôi nhưng mà trời mưa em gợi ý tới câu đó, em không có cho anh nói. Em phải gợi ý câu đó mà. 3 2 1 Mùa nắng. Rồi, bây giờ để cái câu của em để sau đi. Rồi. Hỏi bố Bảo trước nè. Tại sao anh nghĩ là bé thích mùa nắng? Thật sự cái thường á là bé không thích trời mưa. Yeah. Mưa thường bé không thích, thứ nhất là nó bị hạn chế cái đi ra ngoài, đi dân. Yeah. Tại vì thật sự cái sinh hoạt thường ngày của anh với bé là chủ yếu là đi ra ngoài chơi. Yeah. Thì mùa mưa là hầu như là không đi được, bé rất là buồn. Yeah. Mùa nắng thì tha hồ tung tăng. Dạ, yeah. Bây giờ nghe câu trả lời của bé nè. Dạ. Hồi nãy con trả lời với con, sao con trả lời y chang vậy cho bố nghe? Là khi mùa mưa là con thường là và lúc anh hai con đi tắm mưa thì con đi chung, nhưng mà thường là con không thích đi tắm mưa lắm. Tại sao? Tại sao? Dạ vì nước mưa thì nó không sạch thì con thường tắm hồ bơi. Dạ, nếu như mà nước mưa không sạch mình tắm thì mình dễ như thế nào? Dễ bị bệnh. Hồi nãy bé trả lời vậy đó. Thấy bé Kiến Anh rất là nguyên tắc ha. Đúng rõ rồi. Ràng và khoa học luôn. Anh ơi, cái tư duy này là anh tập cho bé hay là bé có cái tư duy này từ nhỏ? Thật sự thì mình chỉ định hướng thôi, thật tư duy bạn có. Tính ông bà mình nói cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Cho nên tính bạn bé từ nhỏ đã vậy rồi. Bé cũng đọc nhiều, cũng học sách rồi tất cả các thứ, cho nên tự động nó sẽ vào quy tắc. Nói chung là có lẽ là cái điểm may mắn của mình. Dạ. Nhưng mà thấy là bé rất là thoải mái, chứ không phải là thấy là mọi thứ là đâu ra đó. Nghĩa là mình cũng thích lắm, mình nhìn mưa mình cũng thích lắm, nhưng mà mình xác định là tại vì mưa làm mình bị bệnh, cho nên là thôi mình không có tắm mưa. Rồi, ở câu hỏi này chúng ta lại có thêm một điểm nữa. Yeah. Rồi. Chúc mừng bố Bảo bé Kiến Anh lần nữa. Coi như là phần câu hỏi của cô Lan xong rồi đó. Bây giờ là tới phần hình nè, cái này là phải nhường cho chú Phúc thôi nè. Hy vọng là em lại tiếp tục đem điểm về giống như là cô Lan đã đem về cho bố Bảo với lại Kiến Anh. Xin mời bố Bảo. Đây là một cái phương tiện mà anh hai con không bao giờ thích đi, ghét nhất. Máy bay. Ủa sao mà anh ngạc nhiên quá vậy, đúng không ạ? Máy bay. Cái gì con? Máy bay. Con có đáp án khác không nè? Dạ không. Trời ơi. Trời ơi, hay quá. Chưa đầy 10 giây luôn, có nghĩa là mới. Em thấy là giống như phương tiện là bé đã lấy lên anh hai không thích là trả lời liền, chứng tỏ là ở nhà là hai anh em mình tâm sự nhau nhiều, không sao mà hiểu anh của mình quá vậy. Thường anh hai đi máy bay là anh hai là rất là không thích. Nói con, là con thích đi máy bay không? Dạ thích, vì nó nhanh và nó sang trọng. Hay quá. Tư duy khác hẳn anh luôn. Em Út rất là hiểu anh hai. Hay quá anh Bảo ơi. Và câu hỏi này đã mang về cho bố Bảo và bán cái anh thêm Một điểm nữa. Chúc mừng. Rồi, hình cuối cùng nè. Hình cuối cùng nha. Mình sẽ cho cái hình nó khó hơn nè. Đúng bà ra. Rồi, mời bố Bảo nha. Trời ơi, có 4 từ. Đây là một loài hoa. Và khi nó có những đặc điểm sau đây. Khi nó nở, nó nhìn về hướng mặt trời. Hoa hướng dương. Sao anh? Anh mới nhắc tới đó luôn à. Sao đủ rồi? Hoa hướng dương.
hai bố con mình có thể kiểu gợi ý nhiều nhiều rồi bé suy nghĩ. Có thể nói thêm được không? Mình câu giờ ra dài không anh? Tại vì nói nhanh quá mà em tưởng giỏi quá. Không, giờ em hỏi anh nè, cái câu này khó chưa anh? Khó lắm là rồi đó em. Khó chưa ạ? À? Ủa không, nãy anh tưởng nó 4 chữ nhưng mà thật ra nó có 3 chữ. Anh nhìn sao nó, ủa sao còn 4 chữ còn 1 chữ anh đâu? Anh cố tình làm cho bé lung lay nhưng không. Không bao giờ. Bé có kiến thức. Chỉ cần nó hướng về mặt trời thôi là kiến trúc sư là bé đã biết rồi. Cô Lan có cùng đáp án với bé không? Trời ơi, em nghe mặt trời em cũng hai cô biết. Cháu nè, đáp án đó là hoa hướng dương. Đó là trời ơi. Ôi tuyệt vời. Trời ơi xinh sắc luôn. Hay quá anh ơi. Hay quá. Không, thật sự thì cái bé đọc sách rất nhiều. Những cái này nó thuộc về cái thức về tự nhiên rồi. Dạ. Cho nên nó là một thế mạnh của Kiến Anh. Dạ. Ý của bố Thái Bảo đó là mấy câu hỏi đó kiểu nằm trong lòng bàn tay Kiến Anh. Thì Kiến Anh nó thích về thiên nhiên, về cây cỏ, về những con vật, tất cả thứ. À, nhà anh có văn hóa đọc sách rất là nhiều. Dạ. Đặc biệt anh của Kiến Anh là đọc sách nhiều lắm. Quá tuyệt vời. Cho nên bạn cứ đi theo anh, cho nên được trao dồi kiến thức. Cũng may mắn là những cái câu hỏi này nó cũng chắc là trúng tủ. Dạ. Mà anh diễn đạt cũng rất là rõ ràng, rành mạch, cho nên bé đã trả lời đúng. Và cái việc giúp cho bé được cái câu này là do đọc sách nhiều. Đó, các ông bố ơi, muốn con mình thông minh và tư duy tốt giống như nhà bố Bảo với bé Kiến Anh thì cho con đọc sách nhiều đi. Đi thi bố là tất cả thế nào cũng có điểm. Dạ. Chắc luôn. Rồi. Câu hỏi này nó mang về cho bố Bảo và bé Kiến Anh thêm một điểm nữa. Vậy là tổng cộng 5 câu hỏi, hai bố con đã đúng được 4 câu và hai người có được 4 điểm. Yeah, chúc mừng bố Bảo với Kiến Anh. Đồng đều quá nè, hai đội này ngang tài ngang sức quá nè. À, xuất sắc luôn ha.